mời quý vị cùng theo dõi bản tin kinh tế và tài chính ngày 25 tháng 12 với những bản tin đáng chú ý như sau. Những thành phố ở tiểu bang Florida có giá nhà mướn gia tăng cao nhất Hoa Kỳ. Khi nói đến việc giá nhà mướn gia tăng ở Mỹ thì người ta nghĩ ngay đến các thành phố lớn như New York, Los Angeles hay San Francisco. Trong thời đại dịch, giá mướn nhà ở Mỹ gia tăng mạnh, nhưng giá mướn nhà gia tăng nhiều nhất ở các thành phố ở tiểu bang Florida. Theo bản tường trình của Zumber 2021 National Rent Report thì giá nhà mướn trung bình ở Hoa Kỳ gia tăng 11.6%. Cũng theo bản tường trình này thì 10 thành phố có giá nhà mướn gia tăng cao nhất trong năm 2021 được liệt kê theo bảng thứ tự từ hạng 10 cho đến hạng nhất. San Petersburg, Florida, giá mướn trung bình một phòng ngủ là 1.580 Mỹ Kim và gia tăng 24.4%. Mesa, Arizona, giá mướn trung bình 1.210 Mỹ Kim, gia tăng 24.7%. Boise, Idaho, giá mướn trung bình một phòng ngủ 1.410 Mỹ Kim, gia tăng trong một năm 24.8%. Henderson, Nevada, giá mướn trung bình 1.590 Mỹ Kim, gia tăng 25.2%. Jacksonville, Florida, giá mướn trung bình 1.220 Mỹ Kim, gia tăng 27.1%. Glendale, Arizona, giá mướn trung bình 1.200 Mỹ Kim, gia tăng 27.7%. New York, New York, giá mướn trung bình 3.190 Mỹ Kim, gia tăng 32.4%. Orlando, Florida, giá mướn trung bình 1.620 Mỹ Kim, gia tăng 32.8%. Tampa, Florida, giá mướn trung bình 1.630 Mỹ Kim, gia tăng 38.1%. Và Miami, Florida, giá mướn trung bình 2.280 Mỹ Kim, gia tăng 38.29%. Thành phố New York là nơi có giá nhà mướn đắt nhất ở Mỹ, với giá nhà mướn gia tăng 32.4% trong vòng một năm. Tiệm bánh mì Hoa Hồng trong phố Tàu Toronto sẽ đóng cửa sau 30 năm hoạt động. Theo những tin tức vừa loan báo thì một tiệm bánh mì nổi tiếng ở khu phố Tàu Đông Toronto đã loan báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày đầu năm mới 2022, sau hơn 30 năm mở cửa. Bà Rose Phạm, chủ nhân của tiệm bánh mì Hoa Hồng Rose Vietnamese Sandwiches trên đường Gerrard Street trong khu phố Tàu Đông Toronto cho biết là bà về hưu và sẽ di chuyển về sống ở thành phố St. Catherine và sẽ chú tâm vào việc làm vườn trong sân sau của căn nhà mới. Tiệm bánh mì Hoa Hồng nổi tiếng ở khu phố Tàu Đông Toronto trong nhiều thập kỷ qua vì phẩm chất tốt và bán với giá rẻ. Một cái bánh mì nhân thịt bán với giá 4 đồng 50 xu. Theo nhà báo Suresh Doss thì bà Rose Phạm được nhiều người biết vì bà vừa hát vừa làm bánh mì cho khách hàng. Tiệm bánh mì Hoa Hồng được xem là một phần tử không thể bỏ khi nói đến những huyền thoại về phố Tàu Toronto. Đừng quên bỏ tiền vào chương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2022. Theo những công bố của Sở thuế Canada, CRA vừa phổ biến, thì số tiền mà những thường trú nhân Canada được bỏ vào chương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2022 là 6.000 đô la. Số tiền tối đa hàng năm mà người ta có quyền bỏ vào chương mục TFSA thay đổi và được Sở thuế liên bang công bố hàng năm. Chương mục TFSA đã được thành lập từ năm 2009 cho đến nay, và đối với những người chưa bao giờ bỏ tiền vào chương mục này từ trước đến nay, thì trong năm 2022, họ có thể bỏ vào 75.000 đô la. Các chuyên gia đầu tư đã khuyến khích cư dân Canada bỏ tiền vào chương mục TFSA vì đây là một cách để dành tiền tránh phải đóng thuế hữu hiệu nhất. Số tiền bỏ vào chương mục tiết kiệm TFSA sẽ không tùy thuộc vào lợi tức như trường hợp quỹ hưu RRSP. Ai cũng có quyền bỏ vào một số tiền mà Sở thuế Canada đã ấn định hàng năm. Tiền lời sinh ra trong chương mục TFSA không phải khai thuế lợi tức. Người ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào như trường hợp cần tiền để làm tiền cọc mua nhà. Khi đến 70 tuổi, người ta cũng không bắt buộc phải lấy tiền ra như trường hợp quỹ hưu RRSP. Theo các thống kê, thì hiện có khoảng 15 triệu dân cư Canada có chương mục TFSA và số tiền bỏ trong chương mục này tổng cộng lên đến 350 tỷ đô la. Đầu tư vào chứng khoán cho năm 2022. Tạp chí Barron theo lệ là vào cuối năm các nhà chuyên gia đầu tư của tạp chí này
đã nêu ra danh sách 10 cổ phiếu Mỹ nên mua trong năm. Danh sách 10 cổ phiếu cho năm 2021 của tạp chí Barron đã gia tăng tổng cộng 26.9%. Đó là cổ phiếu của các công ty Google, Goldman, Shark, Eaton, Apple, Merck, Newman, Madison Square Garden Entertainment, Berkshire Hathaway, Coca-Cola và Graham Holding. Trong ngày Chủ nhật 19 tháng 12, tạp chí Barron's đã công bố danh sách 10 cổ phiếu mà tạp chí này tiên đoán sẽ giúp cho các nhà đầu tư có lợi nhuận trong năm tới 2022. Đó là cổ phiếu của công ty Royal Dutch Shell, IBM, Johnson & Johnson, Hearst, Amazon, Nordstrom, AT&T, GM, Visa và Berkshire Hathaway. Công ty Apple cho nhân viên 1.000 Mỹ Kim để làm việc tại gia. Theo những tin tức vừa loan báo trong hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng Chạp, công ty điện toán Apple đã hủy bỏ quyết định cho nhân viên quay lại làm việc ở các văn phòng vì những nguy cơ của những làn sóng đại dịch kế tiếp mà dẫn đầu là con virus biến thể Omicron. Công ty Apple đã tiếp tục cho các nhân viên làm việc tại gia nếu có thể và đồng thời thưởng thêm cho các nhân viên mỗi người 1.000 Mỹ Kim. Theo người phát ngôn viên của công ty Apple, thì số tiền thưởng này nhằm giúp cho các nhân viên có thêm tiền mua các dụng cụ cần thiết cho việc làm việc tại gia. Cho nhân viên làm việc tại gia, công ty Apple sẽ tiết kiệm được tiền mướn và bảo trì các văn phòng, trong khi nhân viên làm việc tại gia không tốn kém chi phí di chuyển, tiền quần áo và nhất là tiết kiệm được thời gian. Một quá phụ bị mất 500.000 đô la trong việc tìm bạn bốn phương. Một quá phụ ở tiểu bang Massachusetts đã tìm kiếm tình yêu nhưng không thành công, mà còn mất đi nửa triệu Mỹ Kim, số tiền mà bà dành dụm suốt cuộc đời. Nghi can Henry James Cordes, năm nay 68 tuổi, đã bị án tù 34 tháng và buộc phải trả lại số tiền lừa đảo. Theo bản cáo trạng, thì bị cáo Henry James Cordes đã liên lạc với nạn nhân từ năm 2012 qua một mạng Internet tìm bạn bốn phương. Qua những lần thư từ qua Internet, thì người quả phụ nạn nhân cho biết là bà ta đã bị lừa tiền trước đó bởi những kẻ gian từ xứ Nigeria. Bị cáo Henry mới nói là ông ta nguyên là một cựu cảnh sát và ông có thể giúp tìm ra thủ phạm kẻ lừa tiền. Thật ra ông Henry này không phải là một cảnh sát mà là một nhân viên an ninh không có giấy phép, làm nhiệm vụ giữ an ninh cho một cây xăng ở thành phố Erie, tiểu bang Pennsylvania. Ông này sống nhờ vào tiền trợ giúp tàn tật của chính quyền liên bang. Trong 3 năm sau, nghi can Henry đã thuyết phục được quá phụ và tòa án không công bố tên, chỉ gọi bằng bà EC trên 500.000 Mỹ Kim, số tiền mà nạn nhân đã dành dụm từ bao nhiêu năm qua. Trong thời đại dịch, số người bị cấm cung cần có một tình yêu gia tăng, khiến cho những kẻ gian có cơ hội hoành hành, giả tình lừa tiền của biết bao nhiêu người. Thảm cảnh thời đại dịch, số người bị hư răng gia tăng. Căng thẳng tâm thần và lo lắng của nhiều người trong thời đại dịch đã có chứng cớ trong miệng của nhiều người. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Hai, ngày 20 tháng Chạp, thì các bản tường trình của những nha sĩ ở Canada cho thấy là trong vòng 20 tháng qua trong thời đại dịch, số người bị hư răng đã gia tăng cao. Theo nha sĩ Bruce Ward ở thành phố Vancouver, thì ông ta nhận thấy số bệnh nhân của ông bị hư răng gia tăng. Cũng theo nha sĩ Ward, thì rất nhiều người trong thời đại dịch vì lo lắng đến công ăn việc làm, lo lắng về sức khỏe đã khiến cho họ khi ngủ nghiến răng nghiến lợi và làm hư hại răng. Cũng có nhiều người vì đại dịch không đến cho nha sĩ kiểm soát răng định kỳ và khi có triệu chứng đau răng mới đến thì quá trễ. Các nha sĩ khuyến cáo là nên đeo mouthpiece khi ngủ để tránh hư răng, khi mình ngủ mớ và nghiến răng. Tuy nhiên, đeo cái bộ phận bảo vệ răng này cũng không thích hợp cho nhiều người vì họ không ngủ được. Cũng theo bản thống kê của Hiệp hội những nha sĩ Hoa Kỳ thì trong năm 2020, 70% các nha sĩ trong Hiệp hội đã báo cáo là số bệnh nhân của họ bị hư răng vì đêm ngủ nghiến răng gia tăng. Một bản tường trình khác của trường đại học McGill ở thành phố Montreal thì nếu nhiều người giữ răng tốt sẽ làm bớt nguy cơ chết vì COVID. Cơ quan FDA Hoa Kỳ chuẩn y cho việc dùng thuốc viên Pfizer chữa COVID.
Những tin tức loan báo trong hôm thứ Tư ngày 22 tháng Chạp cho biết là Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã chuẩn y cho việc dùng thuốc viên của công ty Pfizer chữa bệnh nhiễm COVID. Việc chuẩn y này đúng lúc cho việc đối phó với làn sóng đại dịch Omicron đang hoành hành trên thế giới. Số bệnh nhân nhiễm COVID và phải điều trị vào các bệnh viện Hoa Kỳ gia tăng. Thuốc viên Paxlovid của công ty Pfizer là một cách chữa trị COVID nhanh chóng và rẻ tiền nhất. Các bác sĩ có thể cho toa cho bệnh nhân mua thuốc mang về uống mà không phải vào bệnh viện, cũng như không phải dùng đến ống trợ thở. Theo kết quả của các cuộc thí nghiệm thì thuốc viên của công ty Pfizer làm giảm nguy cơ phải vào bệnh viện và chết đến 90% trong khi không có nhiều phản ứng phụ. Chi phí chữa trị cho một bệnh nhân dùng thuốc viên của công ty Pfizer vào khoảng 500 Mỹ Kim cho một người. Bệnh nhân phải uống 3 viên một ngày 2 lần và uống trong 5 ngày. Cũng trong ngày thứ Năm, 23 tháng Chạp, cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã chuẩn y việc dùng thuốc viên của công ty Merck để chữa COVID. Chi phí thuốc chữa trị COVID của công ty Merck rẻ hơn so với giá bán thuốc của công ty Pfizer. Như thế, thêm những phương tiện chữa trị, đại dịch COVID có thể sẽ suy yếu dần trong năm tới 2022. Quý vị vừa theo dõi bản tin Kinh tế và Tài chính do Thời báo Media thực hiện. Nhân dịp Giáng sinh về, kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh thật ấm áp, an lành, thành công, như ý.